Sau đêm thi thứ 3, với sự thành công của ca khúc Born This Way của Lady Gaga, trong tuần này chúng ta sẽ gặp lại Đoan Trang Trấn Thành, đầm thắm duyên dáng trong ca khúc Lý Mười Thường thuộc dân ca Huế. Chúng ta hãy cùng xem họ đầm thắm như thế nào nhé. Nhưng mà nó đẹp hả? Đây nhìn nhau. Phố tàng tình ta. Đó, em nhìn tốt hơn. Tuần này đang cho Trấn Thành đi tập và cảm thấy rất là vui, rất là phấn khích. Và một bài dân ca thì Trang tập thì tụi Trang cảm thấy nó rất là thoải mái, rất là thích. Nói chung là dân ca thì không phải là sở trường của Trấn Thành đâu, nhưng mà tại vì lần trước á đã lỡ quậy quá rồi, lần này không quậy nữa, phải đầm thấm lại. Mà em tập em bị cô giáo chửi hoài à. Thành thử ra là Thành sẽ cố gắng hết sức gửi đến một bài dân ca vừa mượt mà vừa dân tộc mà nó vẫn lạ, nó vẫn độc. Đi chưa tập nha. Ừ. Hát cho đúng. Hát đúng. Hát đúng là không có được. Yên tâm. Hát chuẩn bị bắt nhịp á. Vô nha, bắt nhịp. 2, 3. Cặp đôi mà hoàn hảo. Là hồ là quán nè. Là Trang Trấn Thành nè, là hồ là quán nè, bình chọn cho số 7 nè. Là hồ là quán là ban giám khảo, quán ơi quán hồ là hồ quán. Chị siêu vui tỉnh. Là hồ là quán còn bác Hoàng khó tỉnh nè. Là hồ là quán còn bác Sơn trung tỉnh nè. Là hồ là quán còn bác Cường tôi chưa tỉnh nè. Răng chưa tỉnh. Bác Cường, có gặp bác Cường mua mà tỉnh. Bố phiến vô hồ. Là hồ là khoáng. Để sau rồi tỉnh nè. Hồ là khoáng. Để sau thì rồi tỉnh nè. Khoáng ơi là khoáng. Chú chó, em mới chèo ghế tí mà nhắn rửa nó chầm chờ anh với. Khôi cho chèo luôn. Chọc cha mà chơi mà chơi đã chân. Em mới đi chầm em mới. Một thương tóc xòa ngang vai hai thương, hai thương đi đừng à, ố tang tình ta. Ba thương ăn nổi khó duyên ra đang mà mi không để ý làm ta sâu ta thảm mà rửa mà mi vẫn không thông cảm ta thấy mi vẫn bình thường buổi sáng mi đi ra đường rồi buổi trưa mi ăn cơm sườn rồi buổi tối mi lên giường mi ngủ trong khi ta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ngày qua mà ta không ngủ hai con mắt ta lồi ra ta sống như ma yêu ai thì cũng rửa để yêu ta dùng đi ta cảm ơn hề ta. Đắp thương dạng điều thanh thanh sâu bầy tam chân lá thương mười thương ta ô tang
hả tôi đi luôn. Ê, ê, trà nõn người chỉ vô duyên vô hầu. Thôi trà nõn nè em, xuống đây nghe giọng khào nhận xét đi rồi hết buồn. Quý vị thân mến, cặp đôi vui tính nhất của chương trình cặp đôi Hòa Đảo. Và bây giờ cặp đôi vui tính, bởi vì là các bạn rất là vui tính, thì bây giờ Phan Anh ưu tiên cho các bạn. Các bạn muốn nghe giám khảo khó tính, trung tính, dễ tính hay là chưa tính nhận xét trước tiên nào? Nói chung là giám khảo nào cũng có máy vi tính hết rồi. Quan trọng nhất là cái vi tính đúng không ạ? Nhưng mà chúng ta hãy lắng nghe trước, rồi sau đó rất có thể bạn sẽ đoán được số điểm. Xin mời nhạc sĩ Lê Minh Sơn. Tôi thật sự rất là thích sự thông minh của Trấn Thành. Thông minh bài hát các bạn dựng rất là trí tuệ. Và ngày hôm nay tôi là người trong 4 vị giám khảo thì tôi là người sẽ cho điểm rất là cao. Vì sao? Bởi vì là tôi được lạc vào một không gian âm nhạc tôi rất là thích. Đấy là những cái bài hát vạm vỡ, khỏe mạnh. Những bài hát mà mang đậm âm hưởng của người Việt Nam. Tôi thoát được khỏi một đêm nhạc toàn những bản tình ga sướt mướt, yếu ớt. Và tôi rất thích cái sự vạm vỡ trong nhạc. Cảm ơn hai bạn. Vâng, đó là lý do số điểm rất cao của nhạc sĩ Lê Minh Sơn từ đầu đến giờ. Còn xin mời nhạc sĩ Nguyễn Cường ạ. Tôi thích lắm cái bộ này. Và tôi thấy rằng đúng là cha ông chúng ta thật là tuyệt vời. Các bạn đã chọn một bài hát của dân ca Huế và một cái dàn dựng rất là thông minh và cách diễn cũng rất là giỏi và tinh tế nhá, chứ không phải là chỉ là hài hài thôi nhá. Và là tạo cho tôi một cảm giác như là Lê Minh Sơn khi mà nói lúc đầu tiên ấy, tại sao ban tổ chức lại cho chúng tôi chỉ có 10 điểm để tặng các bạn? Đáng ra chúng tôi phải được nhiều hơn chứ. Nhiều hơn, nhiều hơn thì đó chính là những lời động viên, những lời khen ngợi đúng không ạ? Và chị Siêu Black. Nói chung là các bạn dàn dựng cho tiết mục các bạn rất là công phu. Tôi rất là thích cái loại độc rap của các bạn. Trấn Thành cho rằng là tôi không nghe em đọc nhưng mà cũng vài câu tôi nghe. Cái thứ nhất là tôi thích cái dàn đàn tranh ở trên kia, một đàn dân tộc ở trên kia, và hài hòa từ màu sắc rất là dân cao ấy. Nhưng các bạn làm cho người ta thích thú là các bạn chuyển đổi. Thì sau khi mà chuyển đổi thì lúc đó mới ra một Trấn Thành. Tại vì Trấn Thành khi mà em hát những cái bài dân ca như này em chưa có thể hiện được những sự mượt mà. Nhưng mà tôi chúc mừng Đoan Trang, tại vì đương nhiên cô ấy là ca sĩ mà, nên là tôi không nói tới. Nhưng mà khi mà chuyển riff thì em hát rất là tốt. Chị cảm ơn em và chị chúc mừng hai em. Ba vị giám khảo đã nhận xét rất là ưu ái. Đạo diễn Lê Hoàng thì đôi khi gật đầu, đôi khi lại lắc đầu. Ý kiến của anh như thế nào ạ? Có một cái câu tục ngữ nó gọi là yêu nhau thì là 4 bỏ là 10. Cho nên bây giờ tôi cho điểm gì thì các bạn cho coi như là điểm 10 nhé. Wow, nghĩa là điểm gì thì điểm. Vẫn là đạo diễn Lê Hoàng rất yêu các bạn đúng không? Xin được cảm ơn ban giám khảo, chúc mừng các bạn. Xin cảm ơn quý vị. Xin mời là cặp Đoan Trang và Trấn Thành đã hoàn thành xong phần trình diễn của mình. Và với những lời nhận xét vô cùng ưu ái của ban giám khảo thì chúng ta hoàn toàn có thể hy vọng, có thể tin tưởng vào quy luật điểm tăng dần lên của chương trình rất có thể đúng. Và lần này không biết là bao nhiêu điểm 10 đây, chúng ta hãy chờ xem. Nhưng mà trước tiên hãy cùng trò chuyện với Thanh Ngọc. Lý Mười Thương, Đoan Trang, Trấn Thành. Phải công nhận Thanh Ngọc rất là thích bài hát này, nghe rất là có duyên. Và đang nghe giữa chừng thấy tới 4 duyên rồi 5 duyên, tự dưng nhảy lên tới 10 duyên là sao vậy chị? Còn mấy cái 6... Tại vì cái format của mình cho có 2 phút mấy 3 phút thôi, mà tập đi tập lại thì cái bài này phải có hò luôn thì có gần 6 phút lượng, mà cứ cắt tới cắt lui cũng 4 phút rồi, cho nên cuối cùng quyết định thôi gom hết 5, 6, 7, 8, 9 thương vô một lần luôn cho nó ngắn gọn. Chứ hát tới 10 thương là ban giám khảo khán giả ngủ luôn đó. Mà Thành thấy là chương trình rất là hay, là tự nhiên cái này là vô tình, không hề sắp xếp, mà tự nhiên là quý vị thấy là Ngọc Ngoan chọn dân ca Nam Bộ, rồi anh Cù Đông Xoay chọn dân ca Bắc Bộ, anh Đàm Vĩnh Hưng mix 2 bài luôn, bên Nam Bộ, bên Bắc Bộ luôn, em chọn Trung Bộ, nói chung là ảnh hưởng toàn bộ. Và bây giờ là toàn bộ số điểm của ban giám khảo. Nhưng mà lưu ý Trấn Thành là cách nói của bạn làm hơi lộ mất chương trình đấy ạ. Số điểm của ban giám khảo. Xin mời nhạc sĩ Lê Minh Sơn. 10 điểm. Ca sĩ Siêu Black. 10 điểm. Nhạc sĩ Nguyễn Cường. 10 điểm.
Vâng, và xin mời đạo diễn Lê Hoàng ạ. 9 điểm. Đó là một con số vô cùng cao của đêm nay. Xin được chúc mừng, xin được chúc mừng chị Đan Trang và Trấn Thành. 39 điểm đúng không ạ? Rất là cao, từ đầu đến giờ là cặp đôi này là cặp đôi cao nhất, điểm nhất rồi đó. Và hãy cùng ủng hộ cho Đan Trang và Trấn Thành, yêu mến họ, nhắn tin bình chọn cho họ với mã số của họ là 07. Mã số 07, cảm ơn quý vị.